Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong tuần vừa rồi thì có một số bạn đã gắn thẻ Dino Man vào một bài viết nói về một địa điểm cực kỳ thú vị liên quan đến khủng long, có thể nói là một kỳ quan của thời tiền sử. Đó là một vách đá gần như dựng đứng ở Bolivia, nhưng không phải là một vách đá thông thường, mà trên đó vẫn còn in dấu hơn 5.000 dấu chân hóa thạch của nhiều loài khủng long khác nhau, từ lớn đến nhỏ, từ ăn thịt đến ăn cỏ. Ở bên dưới bài viết thì có rất nhiều bình luận thắc mắc về địa điểm cực kỳ độc đáo này, chẳng hạn như tại sao dấu chân khủng long lại hóa thạch, tại sao chúng lại được in trên một vách đá dựng đứng, phải chăng đó không phải là khủng long bình thường mà là khủng long người nhện? Thậm chí có bạn còn nghi ngờ rằng đó không phải là dấu chân khủng long, mà là dấu chân của động vật khác. Vậy làm sao các nhà khoa học có thể biết được đó là dấu chân khủng long hay không? Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu câu chuyện đặc biệt đằng sau vách đá này, cũng như câu hỏi và kiến thức liên quan nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Địa điểm mà chúng ta đang nói đến ở đây là vách đá Cao Orco, nằm tại một mỏ đá vôi cũ cách Sucre, thủ đô lập hiến của Bolivia khoảng 4,4 km. Mỏ đá vôi này từng được công ty xi măng quốc gia của Bolivia khai thác để lấy nguyên liệu làm xi măng và đã từng phát hiện những dấu chân đầu tiên vào năm 1985. Tuy nhiên, phải đến năm 1994 thì các công nhân mỏ đá vôi mới phát hiện sự hiện diện của số lượng khổng lồ các dấu chân khủng long tại đây. 4 năm sau, vào năm 1998, nơi đây chính thức được công bố là di tích quốc gia, trở thành một bộ phận của khu bảo tồn cổ sinh vật học Francesa. Một bảo tàng đã được xây dựng, nhiều đài quan sát đã được lắp đặt để khách tham quan có thể dễ dàng quan sát vách đá dù không được phép lại gần nhằm mục đích bảo vệ. Năm 2010, một mảng lớn của vách đá bị sập làm dấy lên nhiều lo ngại về sự tồn tại của di tích này, càng khiến cho việc tham quan bị hạn chế nghiêm ngặt. Tâm điểm của di tích chính là một vách đá cao 80m và dài 1.200m. Chỉ trong vách đá này thì người ta đã tìm thấy chính xác là 5.055 dấu chân khủng long. Con số này đã giúp Cao Orco lập kỷ lục bộ sưu tập dấu chân khủng long lớn nhất thế giới. 5.055 dấu chân này được xác định gồm có 462 hàng dấu chân khác nhau, thuộc về 15 loại khủng long riêng biệt. Trong số đó bao gồm giáp long, bao long, khủng long mặt sừng, khủng long hộ pháp. Tất cả đều sống vào cuối kỷ phân trắng, với niên đại khoảng 68 cho đến 66 triệu năm trước. Tuy nhiên nếu tính cả khu vực xung quanh thì có đến 12.000 dấu chân, một con số khủng khiếp. Một thợ săn hóa thạch cả đời có khi chỉ gặp được vài dấu chân khủng long, nhưng ở đây chúng ta có đến hàng nghìn dấu chân của nhiều loài khủng long khác nhau chứ không chỉ một. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu sâu hơn về Cao Orco, chúng ta hãy cùng nhau giải đáp một thắc mắc hết sức cơ bản. Tại sao dấu chân khủng long có thể hóa thạch? Chúng ta biết rằng dấu chân thường được để lại trên những bề mặt đất cát hoặc bùn mềm, và những dấu vết này có thể dễ dàng biến mất do tác động của môi trường như gió hay nước. Vậy tại sao những dấu chân ở Cao Orco hay nhiều địa điểm khác trên thế giới lại có thể hóa thạch để hàng chục triệu năm sau, con người chúng ta có thể phát hiện? Cần biết rằng hóa thạch dấu chân khủng long là những hóa thạch hết sức đặc biệt, và quá trình hình thành cũng rất đặc biệt, cần những điều kiện đặc biệt. Không phải dấu chân nào cũng có thể hóa thạch và cần một thời gian dài để quá trình hóa thạch diễn ra. Đầu tiên là các sinh vật phải bước qua lớp trầm tích đủ mềm để ghi lại dấu chân của chúng, nhưng không quá mềm để bị cuốn trôi trước khi được bảo vệ bởi lớp trầm tích mới. Mỗi dấu chân sau đó có 3 cơ hội để trở thành hóa thạch. Thứ nhất là dưới dạng dấu chân ban đầu, True Track, tạm dịch là dấu chân thật. Thứ hai là dưới dạng dấu ấn mờ hơn trong các lớp bên dưới, gọi là Under Track, hay còn gọi là dấu chân dưới. Thứ ba là khi các trầm tích mới lấp đầy dấu ấn ban đầu và cứng lại, gọi là Natural Cast, tạm dịch là bản đúc tự nhiên hay dấu lồi. Dù bằng cách nào thì khi các lớp trầm tích tích tụ, áp lực sẽ biến chúng thành đá, và với một chút may mắn sẽ bảo tồn dấu chân nguyên vẹn qua hàng triệu năm, thậm chí là hàng chục triệu năm. Trong quá trình này thì các khoáng chất trong nước ngầm sẽ thấm vào các lớp trầm tích và thay thế các chất hữu cơ, biến dấu chân thành hóa thạch. Cuối cùng thì các quá trình địa chất như nâng lên và xói mòn sẽ đưa các lớp đá chứa dấu chân hóa thạch lên bề mặt, nơi chúng có thể được phát hiện và nghiên cứu bởi các nhà khoa học. Nói chung, cần rất nhiều may mắn thì những dấu chân khủng long mới có thể trở thành hóa thạch, đặc biệt là những dấu chân được in trên các bề mặt cũng như các khu vực thường xuyên có sự tích tụ trầm tích. Những khu vực như vậy bao gồm có cửa sông, ven hồ, v.v. Điều này hoàn toàn tương ứng với dữ liệu địa chất của Cao Orco. Các nhà khoa học đã tìm thấy ở đây rất nhiều stromatolith nước ngọt. Stromatolith là cấu trúc bồi tụ hóa sinh phân tầng, hình thành ở khu vực nước nông bởi hiện tượng bẫy, trói buộc và xi măng hạt trầm tích bởi màng sinh học, từ vi sinh vật, đặc biệt là vi khuẩn lam.
Họ tin rằng Cao Orko khi xưa là một môi trường đầm hồ mở, đầy áp sự sống cả trên bờ lẫn dưới nước. Nhiều thế hệ khủng long đã sinh ra và lớn lên, sinh sống quanh môi trường này và để lại vô số dấu chân. Những lớp trầm tích thay nhau bồi lắng và dấu chân của những thế hệ khủng long cũ lại nằm dưới dấu chân của những thế hệ khủng long mới. Tính tổng cộng thì các nhà khoa học đã xác định có đến 9 tầng dấu chân khác nhau. Khi một mảnh vách đá sập vào năm 2010, dù mất đi một lượng lớn dấu chân, nhưng các nhà khoa học lại tiếp tục phát hiện một tầng dấu chân mới nằm bên dưới phần đá sập. Vậy làm sao chúng ta biết đó là dấu chân khủng long, hơn nữa lại là của nhiều loài khủng long khác nhau? Tất nhiên, với một người bình thường thì đây là một việc khá khó, nhưng với những nhà khoa học nghiên cứu khủng long thì họ có nhiều tiêu chí để nhận diện và phân biệt dấu chân khủng long. Thứ nhất là kích thước. Dấu chân khủng long thường lớn hơn nhiều so với dấu chân của hầu hết các loài động vật hiện nay, cũng như hầu hết các nhóm động vật sống cùng thời với chúng. Nên nhớ rằng vào thời khủng long, động vật có vú hết sức nhỏ bé và khả năng để lại dấu chân của chúng cũng thấp hơn nhiều. Thứ hai là hình dạng. Dấu chân khủng long có hình dạng đặc trưng, tùy thuộc vào loài. Ví dụ như dấu chân của khủng long ăn thịt thường có 3 ngón chân dài và nhọn, trong khi dấu chân của khủng long sauropod thường có hình tròn hoặc hình bầu dục với các ngón chân ngắn và mập. Thứ ba là số lượng ngón chân. Khủng long thường có từ 3 cho đến 5 ngón chân, tùy thuộc vào nhóm khủng long nào. Điều này có thể giúp phân biệt chúng với các loài động vật khác có số lượng ngón chân khác nhau. Thứ tư là độ sâu và góc độ. Dấu chân khủng long thường có độ sâu và góc độ khác nhau so với dấu chân của các loài động vật hiện đại. Điều này phụ thuộc vào trọng lượng và cách di chuyển của chúng. Thứ năm là môi trường và niên đại. Nếu đó là một dấu chân được phát hiện trong các hệ tầng có niên đại tương đương với thời đại khủng long, trong các môi trường có khủng long từng sinh sống mà chúng ta biết qua hóa thạch xương, thì nhiều khả năng đó sẽ là dấu chân khủng long. Đây là bảng phân loại dấu chân của một số nhóm khủng long phổ biến tại Cao Orko mà các nhà khoa học nhận diện được. Cần biết rằng hóa thạch dấu chân là một loại hóa thạch đặc biệt, có thể cung cấp những thông tin khác so với hóa thạch xương. Quan trọng nhất trong đó chính là những thông tin về hành vi và đặc điểm sinh thái của khủng long. Chẳng hạn chúng ta có thể quan sát các hàng dấu chân để biết những con khủng long đó di chuyển theo bầy, theo cặp hay đơn độc, từ đó phân tích hành vi xã hội của chúng. Chúng ta cũng có thể biết chúng đang đi hay chạy, di chuyển với tốc độ bao nhiêu. Sự xuất hiện của dấu chân của nhiều nhóm khủng long cũng cho thấy thông tin về tính đa dạng sinh học của các hệ sinh thái cổ đại. Điều thú vị là hiện tại ở Bolivia, chưa có bất kỳ loài khủng long nào được xác định. Tuy nhiên, những dấu chân ở Cao Orko đã là bằng chứng quá rõ về việc khủng long từng sinh sống ở vùng đất thuộc lãnh thổ Bolivia ngày nay, thậm chí còn rất phong phú về chủng loại. Và vấn đề thứ ba, tại sao chúng lại xuất hiện trên một vách đá dựng đứng? Từ hình dạng của các dấu chân thì chúng ta thấy dường như chúng đang di chuyển trên một bề mặt phẳng phiu, chứ không phải là vách núi. Chúng cũng thuộc về những loài khủng long không giỏi leo trèo, nên việc những dấu chân này xuất hiện trên một vách đá dựng đứng cao hàng chục mét dường như là điều bất khả thi, trừ khi toàn bộ đều là khủng long đột biến như Spider-Rex trong đa vũ trụ của người Nhật. Theo lý giải của các nhà khoa học, ban đầu thì khu vực này là một đồng bằng bùn phẳng, nơi khủng long đi lại và để lại dấu chân trong lớp bùn mềm. Qua thời gian thì các lớp trầm tích mới phủ lên các dấu chân này, bảo vệ chúng khỏi bị xóa mờ. Sau đó thì do sự di chuyển của các mạch kiến tạo trong kỷ đệ tam, khu vực này đã bị đẩy lên và biến thành một vách đá gần như thẳng đứng, chứ không phải là chúng xuất hiện ở đó là do khủng long trèo tường như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu đó thật sự là một vách đá dựng đứng từ thời cổ đại, sẽ rất khó để lưu lại dấu chân nhiều như vậy. Rõ ràng là với số lượng, chất lượng của những hóa thạch dấu chân ở đây, Cao Orko xứng đáng được xem là một kỳ quan của sinh vật học của tự nhiên, cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ. Tuy nhiên do đây là một vách đá vôi dựng đứng, nên nguy cơ bị hư hại và xói mòn là hết sức rõ ràng. Những mảnh đá lớn có thể bị rơi ra khỏi vách đá, không chỉ gây hư hỏng cho di tích mà còn gây nguy hiểm cho khách tham quan. Vì thế mà từ lâu người ta đã không còn cho phép du khách tham quan trực tiếp vách đá, mà xây dựng những đài quan sát để du khách có thể quan sát các dấu chân từ xa. Chính quyền cũng như ban quản lý di tích cũng đang tìm cách để Cao Orko được công nhận là di sản thế giới của UNESCO, để nơi này có thể nhận được thêm nhiều sự quan tâm và bảo vệ của cộng đồng quốc tế hơn. Hy vọng họ sẽ sớm thành công. Bên cạnh đó thì vào năm 2005, vách đá Cao Orko cũng đã được ghi nhận vào sách kỷ lục Guinness với danh hiệu là chuỗi dấu chân khủng long dài nhất thế giới, giúp người ta biết đến nơi này nhiều hơn. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.